Vâng, hiện tại thì em đang sổ đèo Tà Nung. Nãy tính đi về đường kia mà đi đường này quay review khúc cảnh cho quý anh chị và cô chú cùng tham khảo. Đèo Tà Nung từ Đà Lạt về. Trước mặt em là một chiếc xe Toyota Corona sản xuất năm 82 mới vừa mua lại của khách hàng. Và em nó vẫn bon bon trên cung đường đang tiến thẳng về lại thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Đó, xe thì hiện tại đang giấu giá nha quý anh chị. Đó, quay cho anh chị xem xe vừa đi vừa đẩy chạy đèo như thế nào ha. Cái đèo Tà Nung này thì nếu mà anh em mà đi phượt á, chạy đèo này rất là phê anh chị. Cua nó nhiều, chạy rất phê, đi phượt là đi cái đèo này rất sướng. Còn đây là chiếc Daegu Gencha. Em cũng mới vừa lấy xong, nhưng xe này thì đang để làm công vụ anh chị, chưa có bán. Còn anh chị nào mà yêu quý thì cứ alo cho một cái giá hợp kỳ, hợp lý luôn. Em đang tính để dọn lại chạy công vụ, cứ có lời là bán anh chị. Xe này là chưa có công khai giá đâu. Con này là đời 2009 nha anh chị. Những cái cục đá nhìn đã không? Anh chị em nào mà đi phượt Đà Lạt á, mà nếu mà đi xe máy á, nên đi cái đèo này. Ngắm cảnh nó rất đẹp, cảnh tượng nhìn nó rất là trong xanh và lãng mạn. Đấy. Anh chị nào mà đang mà yêu đưa mới yêu nhau á, đấy, dắt đi cái đường đèo này là đúng bài luôn. Đi xuống dưới kia xong vô kia có chỗ tò te tú tí á. Hả? Chỗ này là đứng thấy giờ ấy luôn nè. Người ta mới yêu nhau mà anh ấy chỉ tầm bậy tầm bạ. Chơi tò te tú tí. Cái này là Tà Nung hay à, cái này là Tà hả? Tà Nung, còn trên kia mới gọi là Tà Đùng. Tà Nung. Tà Nung với Tà Đùng thì cứ lục lộn. Đó, chiếc xe đó thì giá thành nó chỉ bằng một chiếc xe Honda thôi anh chị. Tập chạy tập lái, vừa đi vừa đẩy. Em nó vẫn bon bon. Nào chạy không được thì gọi cứu hộ thôi chứ là sao. Thì bây giờ em chạy không được thì em phải gọi cứu hộ chẳng lẽ hay sao. Nói chứ bên em bán thì anh chị nào đã theo dõi yêu quý em thì trong suốt thời gian qua thì anh chị cũng thấy, nói chứ những chiếc xe cổ thì bên tụi em lấy về là máy móc là bao hết. Đồng sơn nội thất thì các em nó xấu có thể mình làm lại, còn máy là phải tuyệt đối. Cứ quay đi em. Trung điểm. Nghe anh. Rồi ok, em đang sổ đầu đèo ở đó, đang đầu đèo Tà Nung. Đợi xíu xuống giờ. Đi hai vợ chồng với thêm tài xế đi hai xe. Rồi ok. Cung đường đèo Tà Nung. Mày đi xem đa phượt bò cua sướng. Thằng đỏ đít luôn. Thằng ăn rồi về ha. Thằng cháy đít luôn. Bác đi đường rồi, bác cái đường len, cái đường đèo nhỏ xíu rồi, bác cứ khoái vượt. Vượt tay lái luôn. Sổ hết đèo đi. Đèo này không biết nó dài bao nhiêu cái số. Đèo này anh đi mới có mấy lần à. Sao đấy mình bị nhìn ở đâu đây nó đi rồi chứ. Quên to công tôi. Ít đi lắm. Có dân ở trong Nam Bang, Lâm Hà rồi người ta đi Đà Lạt là người ta hay đi cái đường này. Mình dưới Bảo Lộc mình lên mình đâu mình đi đèo ren không. Đây nhớ không có một cái chỗ view dừng lại là thấy nguyên một cái khúc ở dưới Đà Lạt. Nhưng mà thấy cái gì thấy một cái chỗ mà ta trồng hoa đẹp. Chỗ đó hay dừng lại hay check in. Anh chị thấy những cuộc hành trình tụi em, anh em đi mua xe và cũng đi giao xe cho khách. Có nhiều anh chị hỏi cho chiếc xe có 20-30 triệu à, chạy được không? Em quay em cho anh chị thấy chạy pha.
đó, chạy ngon lành luôn là đằng khác, đi được 4 năm anh em. Này em đi giao mấy trăm cây số em mua xe, nhiều anh chị mua xe cứ kêu là xa, từ Sài Gòn lên em 180, Biên Hòa lên 140, Dầu Dây lên có trăm mấy. Nhiều anh cứ kêu xa quá. Đây là những cái chỗ này dừng lại check in. Như tuy rằng xe nó cỏ thì cỏ thật anh chị, cũ người thì mới ta, nhưng nói với về cái đồ cũ thì mình về nói chung là cũng một lách nát mà, nhưng còn xe được thì cũ bền thì cũng tại người thôi, mình về mình bảo trì bảo dưỡng đồ lại thì nói chung là đăng kiểm đăng kiết đồ ok là mình vẫn hoạt động. Có nhiều cái xe cỏ thì nói anh chị vô nó còn mắc hơn cả cái xe đời mới. Nhiều anh có tiền mua xe xịn, mua xe vài trăm cao thì thấy những cái xe cỏ rất là khiếp, kêu là xe ve chai. Đồ ve chai của Duy Anh là cẩm lai của thiên hạ. Tiềm năng không đó cả nhà. Trước là em còn chơi sâu hả xe 67 nữa kìa. Xưa là 67 nhiều lắm, hồi đó là ghiền đam mê xe 67 lắm. Cái này em bỏ em không có chơi. Chơi trước là một mình em thôi, là sở hữu cũng 5-6 chiếc xe 67, lúc nào trong nhà cũng có. Ăn rồi cắm đầu cắm cổ cứ đi tìm đồ, ngày nào cũng như cũng như ngày nào. Nói chung là giống như một cái đam mê á cả nhà. Đó chơi đồ xe 67 biết sao, sáng là cứ hay đi mấy cái vườn ve chai á, đi lượm đồ, nhiều đồ ngon lắm. Nhiều lúc của con trai ở nhà, con trai sửa xe cái thằng con ở nhà lấy mang bán đồng nát, đồ đang còn xài được, vô mua kinh ký sắc dụng đó, mấy cái nồng mua những cái nồng đang xài bình thường đâu, nhiêu vô mua có mấy chục nghìn, về sổ bạc lắp bít tông vô chạy pha. Đèo này chắc anh đi dắt được 5-6 lần. Bên kia nhà ta vẫn muốn xây ở quá giờ thôi. Đổ chỗ gớm không? Đây không thì đó dành cho khách du lịch đó. Cũng vui cả nhà ha, có những chiếc xe nhờ có Duy Anh này đi tất cả các tỉnh thì em nó có mặt trên mọi cung đường ha. Như chiếc đó hồi đó là em lấy ở dưới Tây Ninh đó cả nhà, rồi bắt đầu em nó lặn lội về lại Sài Gòn rồi bây giờ lặn lội về lại Đà Lạt rồi không biết là anh em nào lấy đây, không biết là sẽ chụp về lại là anh nào trả lớn dạ. Con 70-04903 đúng không anh? Đang trên Đà Lạt về đúng không? Đây là những khúc cua quý anh chị thấy nè. Đây, khúc cua rất là gắt. Dừng mà đi phượt khoái bò cua cảm giác nó sướng. Đi xe hơi thì dám bò luôn. Bò úp xe luôn. Cua chỏ. Cua chỏ. Chiếc xe này không biết là sẽ thuộc sở hữu cho một anh trai ở tỉnh nào đây. Chiếc này thì cũng chẳng gì phải dọn anh chị. Xe em mà xe này Đức mà lấy bán cho khách thì cũng đã bảo trì bảo dưỡng rồi. Đồng sơn si nói chung phân khúc xe cỏ thì chạy máy móc ngon lành cành đào là ok rồi. Được cái nội thất sạch đẹp. Quá đẹp. Toyota Corona. Nước sơn đẹp. Con này đi trang xe công hoặc công vụ mình á, nhưng nó đời thấp hơn. Xe mình đời 90, nó đời 80
3.2 gì. Nhưng đặc biệt nó xài cầu sâu. Máy mình nó là máy 1.6 này, máy nó 1.3. 1.3 chạy nó đỡ uốn xăng hơn tí. Hồ trên mây. Đấy, thung lũng Tà Nung cách 2 cây. Mang tiếng đi nhiều tỉnh vậy chứ đâu được đi du lịch đâu cả nhà. Đi nghe ngó một cái, cười một cái về. Tỉnh nào cũng có mặt. Nói chung là thời gian nó không có cho phép. Nói chung mình đã xác định mình đi du lịch thì mình đi chơi cho nó thoải mái. Nói chung mà đi làm. Bãi xe Hồ Chí Minh đây, đậu xe là phải đậu ở Chí Minh nha, miễn phí luôn. Sổ kinh thế. Đậu xe Chí Minh miễn phí, ai có hỏi biết đậu xe Chí Minh đâu không? Tà Nung ấy, lên đậu xe Chí Minh luôn là miễn phí. Em biết vì sao người ta gọi là Hồ Chí Minh không? Là khi mà sương xuống là nó sẽ mây sương á, nó giống như mây nên người ta mới gọi giống như đèo Khánh Vĩnh á. Đèo Khánh Vĩnh mà đi dứt chiều là sương mù nó xuống y chang như tiên cảnh bông la như phim Tôn Ngộ Không. Giống như cái gì ở dưới mình ta cổng hạ cổng chờ vậy. Đi buổi sáng á, đi dứt 4-5 giờ sáng là nó y chang như trên mây vậy. Rồi hết đèo rồi đấy. Rồi bây giờ tụi em tiếp tục cuộc hành trình tàn tàn chạy về lại thôi, bãi thôi. Đó, anh chị cô chú thấy những khúc cung đường, những chiếc xe tập chạy tập lái. Ok thì ủng hộ bên ô tô Duy Anh nhé. Và đây là lần đầu tiên cô chú anh chị đến với kênh của em thì cô chú anh chị xin vui lòng nhấn nút đăng ký kênh và nhấn chuông sát góc tay phải màn hình của mình để cập nhật những mẫu xe mới nhất theo ngày tháng. Thì anh chị không có mua xe thì đăng ký kênh coi những cung đường em review rồi bắt xàm ba láp cho nó vui. Chúc tại gia đình yêu thương của mình có một ngày thật là vui vẻ nhé. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại.